Rồi em mời đội 1 nè. Anh tổng hợp, công anh ơi, có tên người nào mà nói đá. Rồi. Rồi, chị cứ thoải mái đá. Một người làm ta sẽ đá được 3 quả. Bây giờ không cần còi, không cần gì hết, miễn đá sao vô là thoải mái tâm lý. Con anh xong rồi tới cô Phượng trung học cơ sở. Một. Gạch số này, gạch số đúng rồi. Cứ thoải mái đá, bình tĩnh đặt. Là 2-1. Quả không thành công. Tiếp tục, xin mời cô.
Nguyễn Sơn trong phạm vi của mình cho phép. Đó. Vô rồi. Không vào. Cứ nhiễu xuống, cho nó nhiễu xuống. Đúng rồi. Đó. Cứ để cho nó nhiễu xuống. Lên cao rồi nó nhiễu xuống nè. Cứ để cho nó nhiễu xuống. Rồi, vô, cánh qua. Không được. Như vậy đội 2 đã được 2 điểm. Đấu Kha Huệ Lượm Tiến Thanh. Tiếp tục. Hát phải đưa cái gì nhé. Không, anh đọc cái danh sách á. Vô, chút xíu nữa thôi. Không tới. Quả cuối cùng. Mạnh lên. Vô. Điểm thứ hai cho đội số 2. Ai vô nhiều là được ôm không luôn á. Nói sao vậy? Thôi anh coi, giờ xuống, giờ xuống. Vô rồi, chắc ăn rồi. Có lên, vô, vừa tới. Cao lên chút nữa chị. Cao lên chút nữa. Rồi, tỷ lệ theo điểm cho đội số 1. Tiếp tục thành viên thứ 2, chị nhất. Một trận đồng viên đá banh cũng hay mà ném bóng có giỏi hay không? Chờ xem. Đấy, một cú lửa nhà chi suốt từ lên đây này. Quả thứ hai không được không? Quả thứ ba chị ơi, tiếp tục. Vô, không có gì thì lớn hơn về cho đội mình một điểm là 3 điểm và đội số 1. Tiếp tục thành viên thứ 3, tiếp tục. Đâu rồi? Trời ơi. Anh Dung là thứ tư nè. Không vào. Được không anh Kiên? Anh Kiên ơi. Dạ đâu có vô đâu kìa. Anh có giải rồi, anh có giải rồi, anh có một cái nữa rồi, có thể vô. Trời ơi, thiệt tôi. Sự tật của đại diễn ra. Anh vô một cái là anh vô đất. Anh vô một cái nữa là anh vô đất. Một cái nữa thôi. Vô rồi. Chị Câu chỉ là một cái nữa. Một cái là chị Dương Đạch không cần thi đấu với ai nữa. Cố lên chị ơi, cố lên. Một cái nữa thôi. Bình tĩnh lại. Một cái nữa thôi. Động lên. Công vào. Vừa dọa thi nhất đi. Và đội 3, và đội 1. Tiếp tục xin mời đội 4 chúng ta vô thi nhất. Dạ, xin mời đội 1. Đội 1. Đây. Vô, không vào thành viên đầu tiên, thành viên thứ 2 của đội 1. Từ từ lột qua chừng lột hết. Cố lên thì nhạc ơi. Nhạc ơi. Không có nhạc ơi. Tiếp tục thành viên thứ tư. Rồi tiếp tục. Con này là người vua ghi bàn thắng. Chung kết này sẽ rất là quan trọng. Vô mấy người. Vô. Chắc có lẽ là vô đặt rồi. Bên cạnh những người phụ nam mạnh mẽ hơn. Không vào. Như vậy là đội số 4 nó mang về 2 điểm, tương tự như vòng 2, vòng 3. Xin mời đội số 3. Ừ, đúng rồi. 3 người 3 trái là biết kết quả rồi. 1 quả.
đừng nói vậy, từ từ. Không vô thôi á. Không, còn 4 người. 4 người nữa. Chúng ta dừng 4 người, không vô là chúng ta dừng luôn. 5 người, 5 người. Tại người ta có 2 cái mà. 5 người. Cố lên đi ơi. Vô rồi đi, vô rồi đi. Người thứ 3. Thôi thôi chưa. Tại 2 người cuối cùng, chỉ còn người mới bỏ rồi. Rồi, tới cô. Thầy cũng có vô rồi. Gắn lên, gắn lên, cố lên, không vào. Một người nữa là chúng ta sẽ biết kết quả. Hai vải cho em là vậy chứ. Rồi, như vậy là xin chúc mừng đội số 4. Đội số 4. Rồi. Thiệt là không được lụm. Này. Nhờ 6 trọng tài đứng ngay đằng kia coi nha. Ông mới nhát à, mới nhát. Chuẩn bị. Đứng ra chứ. Rồi, để trong để rồi, bắt qua đồ hôm nay hết nha. Này. Bắt đầu. Rồi, cố lên, ai gớt thì bỏ, cố lên. Mấy em nhỏ nó quay phim dữ lắm luôn rồi, kìa. Nó đăng lên một cái nha, rồi gắn mà chịu nghe. Quan sát, mấy em nhỏ nhỏ đi quan sát giùm coi, vòng vòng coi có ai gớt, mau, nhanh lên. Thiên tướng coi ngồi đó mà cười. Gớt rồi. Ê, dài dài coi coi, có gớt không, luôn người, gắn chết rồi hả? Gớt bỏ. Nói vậy là nói lát nữa là không đạt được 10 cộng. Rồi. Gớt bỏ. Lát có thể là 10 cộng bằng nhau nào. Bằng nhau thì mình sẽ thi lại tiếp. Rồi. Không có thời gian thì nói chung là cũng thoải mái lắm. Nhưng mà ăn thua là cái gớt. Đội 1 gớt 1 cộng rồi. Chắc ăn rồi. Thua rồi. 5 đội còn lại. Gớt cộng còn có 9 à. Đây, đội thứ hai, đội 1 góp cộng thứ hai rồi, cộng 8 cộng mà. Đội số 2 cũng góp cộng luôn. 2 cộng luôn, còn 8 cộng mà. Còn lát mà được 10 cộng là không giao đó nha. Rồi, có 2 đội ra rồi đó. Lát nữa thi lại giết gì nữa. Đội, không giao. Đội số 6 góp cộng luôn. Dạ, tranh thủ chạy lận như không có em nhỏ ơi. 2 cộng rồi, đợi số 5 kết luôn. Rồi, hết rồi, các em hết. 10 cộng không hay là 9 cộng kìa. Rồi, ai lên trước nha, coi ai trước nha. Đội nào hết lại vô tay nha. Đội 6 vô tay mà góp 2 cộng rồi. 8 góp 2 cộng. Đại diện mà phải không? Ừ. Rồi, xin mời đại diện.